Tập 13. Vui, vui lắm. Nào, cạn. Uống đi, cạn. Nào. Ăn đi, theo tôi thấy, đám người làm quan đó, nó là gom tiền tháng Nhật, nhưng thực ra đều nhét vào túi riêng hết rồi. Phải đó, vậy thì chúng ta phải cướp lấy số tiền đó, sau đó trả lại cho người dân. Cái này gọi là... Này Tú Tài, gọi là lấy của dân dùng cho dân. Không sai, Tú Tài đã tính hết cả rồi. Số tiền này thì chúng ta chỉ giữ lại một phần thôi, còn lại thì trả hết cho người dân. Hay, hay lắm. Nào nào, cạn. Uống đi. Nào, uống. Đại ca, đại ca, Thủy Tiên, em tới đây có chuyện gì? Ăn cùng mọi người đi. Em tới tìm anh, không ăn đâu. Anh đi cướp kho vũ khí của lũ giặc đi. Đại ca, anh đừng nhìn nữa. Em tự mình lên đây đó. Mã Thiên Long không có tới. Vậy Mã Thiên Long chưa đồng ý phải không? Anh giúp em đi mà. Lần này em mà không làm cho cái kho vũ khí của chúng tan tành thì em ở trước mặt Thiên Long sẽ không ngóc đầu lên được. Anh giúp em lần nữa đi. Em xin anh đó, anh giúp em đi mà. Thủy Tiên, không phải là anh không muốn giúp em. Lần trước chúng ta đã nói rồi mà. Đợi em luyện được súng rồi chúng ta cùng đi. Em tập tới đâu rồi? Lần trước thì là lần trước. Lần này lũ giặc đã bắt nạt tới cửa nhà mình rồi. Anh không thể rút đầu chịu nhục như vậy. Em nói gì chứ? Cái gì? Thủy Tiên, đây là kho đạn dược của giặc mà em nói sao? Anh thấy đây chỉ là trạm hàng hóa bình thường thôi. Những nơi giống như vậy Quyền Tĩnh Sơn cũng có mà. Em tận mắt nhìn thấy chúng đem đạn dược chuyển vào trong kho này mà. Không thể nào đâu. Nơi quan trọng như là kho đạn dược chắc chắn có trọng quân canh giữ, có đúng hay không? Em thấy ở đây không có ai hết. Tối nay có thịt ăn rồi. Anh xem kìa, lão đại. Anh coi đi. Thật sự là có người. Quyền Tĩnh Sơn của ta có ngụy quân từ bao giờ vậy chứ? Quả nhiên là lũ giặc. Lũ giặc này gan cũng to thiệt nha. Dám làm càn trên đầu của ông đây. Tôi mà không xử lý chúng, thật sự hổ thẹn với ba chữ Tĩnh Sơn Dương đó. Tìm anh là đúng rồi. Anh à, chúng ta chiến thôi. Phải, đánh thôi. Khoan đã. Anh chờ gì nữa? Em thấy ở đây không có nhiều tên đâu. Chúng ta xông lên đánh một mẻ là được rồi. Phải đó. Anh lại thấy có gì đó sai sai. Anh à, còn chỗ nào sai nữa? Nếu chúng ta chẳng không ra tay, nếu như đám người Mã Thiên Long biết, họ sẽ tới cướp trước đó. Như vậy thì chúng ta thua mất còn gì. Chuyện này em nói cho Mã Thiên Long chưa? Em vốn dĩ là muốn nói cho anh ấy nghe, nhưng mà anh ấy cứ thương lượng với Linh Hoa cái gì mà chuyện có kho đạn dược đó, còn không thèm để ý tới em. Đáng đời họ cái kho trống. Đợi họ tới kho dược đó, phát hiện không còn gì, vậy thì em coi họ đắc ý kiểu gì đây. Không đúng. Không đúng cái gì? Mọi người nghĩ coi, kho đạn dược của lũ giặc sao có thể chỉ có vài người thôi? Những người Nhật khác đi đâu rồi? Chắc chắn là đi thủ kho đạn dược thật rồi. Giờ người muốn cướp đạn dược từ chỗ đầu dầu lưới. Anh nghe em nói đi. Em đã nói rồi mà, ở đây chắc chắn là có vấn đề. Thôi chết. Em phải nhanh chóng cứu Mã Thiên Long. Nó không chừng lúc này Thiên Long đã đi đánh lũ giặc rồi. Em đi đây. Nè Thủy Tiên, chờ anh với. Mấy người chúng ta giờ phải làm sao đây? Còn làm gì nữa, cứu người quan trọng hơn. Đôi tóc nhỏ, giữ vài người canh ở đây. Những người khác đi cùng tôi cứu người. Vậy, đi, nhanh lên. Nhanh lên. Đi thôi. Quả nhiên thêm người phòng thủ rồi. Lên đi. Khoan đã. Họ đang chuẩn bị thay ca. Có lẽ lúc thay ca sẽ là lúc lực chú ý yếu nhất. Lúc đó chúng ta ra tay cũng không muộn. Chuẩn bị. Bắn.
Lên. Linh Hoa, em đem theo dạ anh em canh ở cổng, chú ý cảnh báo. Lão Tống, chúng ta vào trong. Được. Thật sự không uổng công tới một chuyến. Đem đi hết đi. Thiên Long, là đá. Tập kích. Chạy mau. Thiên Long, chúng ta trúng kế rồi. Bên ngoài toàn là giặc thôi. Người bên trong nghe đây, lập tức đầu hàng. Nếu không, ta sẽ sang bằng chỗ này. Một người cũng không sống được. Anh em bên ngoài đâu? Hy sinh hết rồi. Em sẽ liều mạng với chúng. Thiên Long, chúng ta liều đi. Cho các người 5 phút suy nghĩ. Nếu không, ta sẽ không khách khí. Chỉ còn cách liều với chúng mới mở ra con đường sống. Nhớ kỹ, trước tiên đánh vào cái người tên Sato, còn lại giết một tên coi như là ổn. Giết hai đứa thì bắt thêm một đứa. Biết rồi. Anh à, họ nhất định là ở trong căn phòng đó. Anh em, bắn cho tôi. Thiên Long, viện binh của chúng ta tới rồi. Lên. Rút mau. Anh em, lên, xông lên. Thiên Long, Thiên Long, anh không sao chứ? Để em xem. Thiên Long, anh có bị thương không? Linh Hoa, em không sao chứ? Mọi người sao rồi? Lão Tống, tôi không sao. Đại đương gia, cảm ơn anh đã cứu tôi. Nè, người cứu anh không phải tôi, mà là em gái Thủy Tiên của tôi đó. Không vì tới đây cứu anh, tôi với anh trai sớm đã cướp được kho đạn dược luôn rồi. Phải rồi, lũ giặc đã đem vũ khí chuyển vào trong núi hết rồi. Bọn tôi định ra tay rồi đó chứ. Thủy Tiên lo lắng cho anh bên này gặp chuyện, cho nên lập tức qua đây trước. May mà bọn em qua đây cứu anh đó. Ngay cả tiếng cảm ơn cũng không có. Em đã sớm biết lũ giặc chuyển kho đạn dược rồi phải không? Sao em lại không nói sớm? Em không phải anh chê em làm đảo loạn hết hay sao nên không cho em nói?
Cô gái này tôi quen nha. Làm gì vậy? Nhìn trúng người ta rồi sao? Tôi biết cô mà. Cô là nha hoàn của Mã gia thì phải. Tên là Linh Hoa đúng không? Đồng chí Linh Hoa đã không còn là nha hoàn của nhà tôi rồi. Bây giờ cô ấy là lãnh đạo một đội dân quân, là chiến sĩ của quân Bắc Lộ. Thành hào kiệt rồi sao? Tôi hiểu tại sao em gái tôi lại tức giận như vậy rồi. Thủy Tiên, anh nói em nghe. Em giận thì giận, nhưng mạng người là chuyện lớn đó. Sao em dám coi nó là trò trẻ con? Thiên Long, có lời gì chúng ta nói sau đi. Còn nói xem kho đạn dược của lũ giặc cậu còn cần hay là không? Anh có cách sao? Trước khi tới đây tôi đã nghĩ ra rồi. Trong núi không nhiều giặc đâu. Bây giờ chúng ta mau chóng quay lại đó. Nó không chừng đánh cho chúng không kịp trở tay. Nhưng mà sau khi cướp được kho đạn dược của lũ giặc rồi, đồ bên trong chúng ta chia mỗi người một nửa. Được, một lời đã định. Lão Tống, anh cùng vài người ở đây dọn dẹp. Linh Hoa, cô đi với tôi. Quyết định vậy đi. Đi thôi. Đồ ngu, trong đầu của cậu chỉ toàn là rác thôi sao? Dân, không phải. Mau chóng phái người bảo vệ kho vũ khí nhanh lên. Dạ. Thiên Long, đánh sao đây? Đánh hay không đánh? Không ngờ rằng tốc độ của chúng lại nhanh như vậy. Không phải chỉ thêm mấy người thôi sao? Sợ chắc. Chỉ có thêm mấy người sao? Em nhìn cái cây đó đi. Ở đâu? Anh coi đó là gì? Điểm trắng đó là gì? Là cái gì? Điểm trắng đó là điểm phản quang, là binh khí của lũ giặc gặp được phản quang của mặt trời. Dựa vào điểm phản quang, tôi đoán binh lực chắc chắn không yếu. Với mấy cây súng của chúng ta hiện nay, cứng đối cứng với họ tuyệt đối không có lợi ích gì. Theo tôi thấy, chúng ta nhiều người hơn. Có phải là anh sợ được không? Ai sợ chứ? Đây là có tính toán. Anh chưa nghe chiến thuật bao giờ sao? Đánh thắng hay là không, không phải dựa vào nhiều người hay là ít người. Ngốc thiệt đó. Vậy anh nói coi phải làm sao đây? Về đi. Nghĩ được cách rồi hẳn nói. Quay về. Giờ tính sao đây? Đừng ồn nữa, làm vậy đi. Thông báo cho anh em rút đi. Quay về đi Tú Tài. Khám cho anh em bị thương, nhanh lên. Nè nè, không phải chứ. Mau đi đi, nhanh lên. Em gái, đại ca tiễn em tới đây. Trận đấu hôm nay sân trại không biết bao nhiêu là anh em. Anh phải quay về xem thế nào. Anh về xem đi. Thật ra thì em cũng muốn ở lại sân trại, nhưng mà... Được rồi. Mẹ lúc nào cũng để mắt tới em. Một ngày em không có ở nhà, bố mẹ hỏi anh biết trả lời làm sao? Thiên Long nói đúng. Hiện giờ em về nhà là an toàn nhất. Đại ca, vậy anh cẩn thận chút nha. Yên tâm đi. Đại đương gia, nghe tôi nói một câu. Đừng quay lại đó cứng đối cứng với lũ giặc. Đừng đem anh em vào chỗ mạo hiểm. Yên tâm. Dù tôi không tâm kế bằng cậu, nhưng cũng không ngốc. Tôi sẽ để anh em canh chừng. Trước khi thương lượng với cậu, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức. Được, đi thôi. Anh bảo trọng nha. Em cũng vậy đó. Đi đây. Bảo trọng đó. Em còn tưởng anh em chỉ nghe theo em thôi. Không ngờ anh ấy cũng nghe theo anh nữa. Hồ Nhất Đao thông minh đó chứ. Ai tốt với anh ấy, trong lòng anh ấy tự biết rõ. Linh Hoa, đừng có buồn nữa. Tinh sĩ chiến đấu lần này tổn thất không ít. Em cần làm tốt những công việc an táng đằng sau, an ủi người nhà của họ.
Tôi biết bây giờ trong lòng của em khó chịu, nhưng giờ không phải là lúc rơi nước mắt đâu. Đằng sau còn có rất nhiều công việc đang đợi ta. Anh cứ yên tâm đi, tôi không còn là cô bé nữa đâu. Bây giờ tôi là người của Bác Lộ Quân, tôi không sao hết. Được. Thủy Tiên, em tìm nơi rửa mặt qua trước đi, tránh cho bố mẹ hỏi tới, như vậy sẽ không hay đâu. Báo cáo. Binh kho đạn dược đã tăng thêm binh sĩ phòng thủ, chỉ cần Hồ Nhất Đào dám tới, đảm bảo tiêu hủy toàn bộ. Đừng coi thường Hồ Nhất Đào đó. Cậu chịu thiệt ở chỗ hắn ta vẫn chưa đủ nhiều sao? Thủ hạ lần này chắc chắn sẽ gia tăng cảnh giác, tuyệt đối không để cho Hồ Nhất Đào phá hoại kế hoạch của ta. Nhưng mà thủ hạ lại thấy hôm nay người muốn khích kho không giống là người của Hồ Nhất Đào. Vậy thì phái Trương Đại Khánh lập tức điều tra cho rõ. Ở địa bàn của huyện Tĩnh Sơn, chúng ta không tiện ra mặt. Ngoài ra, nói với Trương Đại Khánh, đừng cho là dùng vài trò khôn vặt thì qua mặt được ta. Lúc cần thiết cho anh ta nếm thử sự lợi hại của Hoàng Quân. Rõ. Sao chậu này nhiều nước quá vậy? Thiên Long. Dạ. Dạ. Sáng sớm đã ra ngoài rồi, con không nghe là ở ngoài thành tiếng súng với tiếng nổ sao? Đừng có chạy lung tung đó có được không? Hai đứa ở yên ở nhà không được hả? Hai đứa con cũng rất tò mò cho nên ra ngoài hỏi thử thôi. Không có gì đâu. Con hỏi gì? Anh trai con sao con không hỏi? Cá không ăn muối cá ương. Về phòng đi, không cho ra ngoài nữa đâu. Cha, xem cha sợ kìa. Chỉ là hai ba tiếng súng thôi mà. Sao lại là hai ba tiếng súng? Nói năng kiểu gì vậy? Cha nghe nói Lý Kiệt đem binh lên núi để đánh thổ phỉ rồi. Đánh thổ phỉ? Là sao? Đương nhiên là thổ phỉ Hồ Nhất Đao rồi. Anh rể lớn sao lại đi bắt Hồ Nhất Đao chứ? Lần này không phải là đi bắt, mà là đi dọn dẹp. Hồ Nhất Đao gây chuyện ở trong huyện, cướp đồ đem lên tiền tuyến của quân. Tư lệnh tự mình ra lệnh phải tiêu hủy đám thổ phỉ đó. Anh muốn tìm những người có quan hệ với Hồ Nhất Đao. Hiện tại sẽ cho tránh xa khỏi Tĩnh Sơn, không quan tâm hắn có người thân hay không. Dù sao cũng là đánh trận, chúng ta tránh xa một chút. Lúc nữa không cho ra khỏi phòng, nghe không? Anh rể à, chúc anh mọi thứ thuận lợi. Có câu này của em thì anh yên tâm. Vào phòng thôi. Không cho ra ngoài đâu đó. Dạ. Con muốn phái hai người canh trước cửa nhà ta. Được. Vậy thì tốt. Có binh lính ở đây, trong lòng cha cũng yên tâm hơn. Lỡ như không bắt được Hồ Nhất Đao, thổ phỉ tràn xuống đây. À không, cha không có ý đó. Cha là đang nói mẹ của con đó sẽ lo lắng, con biết rồi đó. Dạ con biết. Vậy còn bên Thiên Long và Thủy Tiên cũng phải có hai người đi. Họ quá trẻ, con sợ sẽ không hiểu chuyện. Nhất là Thủy Tiên, không biết phân nặng nhẹ. Nếu là đem Thiên Long đi, có chuyện thì phiền lắm. Lý Kiệt vẫn là con chu đáo. Nhưng mà những người mà con phái tới đây, có cần cha cấp cơm cho không? Cha, không cần đâu. Được, được, được. Được, được, được. Được rồi. Anh bỏ ra đừng cản em. Em phải đi cứu anh trai của em. Anh ấy là anh em kết nghĩa của em đó. Sao lại cản em chứ? Em làm loạn như vậy có thể cứu anh ấy sao? Cái tật xấu này của em lúc nào mới có thể sửa chứ? Vậy anh có cách gì sao? Chuyện này cấp bách, làm cho Hồ Nhất Đao và Lý Kiệt không đối đầu trực diện. Tức là sao? Họ đều là người yêu nước có chí khí, đều là lực lượng có thể đoàn kết lại, không thể để cho họ diệt lẫn nhau. Em không hiểu. Em thì hiểu gì chứ? Anh ra ngoài đi. Đứng lại đó. Trưởng quan căn dặn anh không thể ra ngoài. Là không để Thủy Tiên ra đúng không? Trưởng quan nói hai người đều không được ra. Tại sao? Trưởng quan căn dặn rồi không có lý do. Nè, tôi nói các anh nghe. Nè, nè, nè. Thủy Tiên, tôi biết rồi, cảm ơn nha.
Được rồi, vào trong đi. Sao lại không nói đạo lý chứ? Vậy vào đâu? Vậy vào đâu quản tôi? Cái tật nhốt người khác người như vậy, có phải là từ tổ tông má gia truyền lại không? Cha anh, mẹ anh, chị anh rể và cả Trương Đại Khánh nữa. Bây giờ ngay cả anh rể lớn cũng học luôn rồi, bắt nạt người khác. Nè, nè, đội trưởng Trương, đại tá Ono đã nói rồi, nếu như anh không giải quyết được Hồ Nhất Đao, hoàng quân chỉ có thể tự mình ra tay thôi. Tới lúc đó, hoàng quân phái đội quân lớn ra, muốn giải quyết không chỉ là đám thổ phỉ Hồ Nhất Đao đó thôi đâu. Lời tôi nói anh nghe có hiểu không? Dạ hiểu, tôi hiểu hết. Thái quân ngài yên tâm đi, tôi quay về sẽ tổ chức người và ngựa, lập tức lên núi dẹp thổ phỉ ngay. Lập tức đi ngay. Tôi sẽ lập tức đi ngay mà. Đội quân của hoàng quân dọa ai vậy chứ? Nếu như mà Hồ Nhất Đao không chết, không cần là đội quân Nhật, ngay cả cái mạng mình cũng không còn đâu. Không hay rồi, không hay rồi. Không nhìn thấy Mã Thiên Long đâu nữa. Không hay rồi, người đâu? Gì vậy? Không phải là hai người sao? Một người nữa đâu? Bọn tôi thay phiên nhau canh, anh ta đi nghỉ rồi. Có chuyện lớn rồi, không thấy Mã Thiên Long đâu nữa. Tôi tìm cả phòng rồi cuối cùng cũng không thấy. Anh qua đó xem giùm đi, thật sự không có ai. Chắc anh ấy đã đi rồi. Thiên Long thông minh thiệt đó. Bà không đúng, mình vẫn chưa ra mà. Mã Thiên Long, trưởng quan, dù sao chúng ta cũng đi đánh thổ phỉ. Bên trên chỉ cho chúng ta một đội quân, nhưng mà họ toàn là những người ngốc, kêu ta lên đánh thổ phỉ không phải là tìm chết sao? Giờ chiến sự căng thẳng, có thể điều một đội quân là không tồi rồi. Hơn nữa đây cũng coi như là giúp đỡ. Tuy chúng ta ít người, nhưng vũ khí không thiếu, còn thuộc quân đội huấn luyện, kiểu gì cũng có thể liều một lần với Hồ Nhất Đao. Nếu như thua thì sao? Anh em hy sinh thì không nói, còn đem theo tiếng thua thổ phỉ. Trưởng quan, tôi thấy các anh em thấy không đáng thay anh đó. Bác Đoan, cậu cũng là quân nhân, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của chúng ta. Phái thêm vài người lên núi điều tra đi, mỗi con đường to nhỏ của huyện Tĩnh Sơn. Hồ Nhất Đao đã quản lý huyện Tĩnh Sơn nhiều năm, chúng ta đang ở trên miệng cọp. Được. Em là có ý gì? Em nói anh không có bản lĩnh sao? Em có nói vậy đâu. Ý của em muốn nói, cha của mình có anh và Lý Kiệt là hai đứa con rể. Chỉ cần anh có bản lĩnh hơn Lý Kiệt thì em có thể trước mặt chị hai đứng cao hơn một chút rồi. Nói thật thì cha chỉ có hai đứa con gái, cho nên ông ấy chỉ có hai đứa con rể. Lý Kiệt đó thì có bản lĩnh gì đâu, chẳng qua chỉ là dẻo cái miệng chút thôi. Anh rể có bản lĩnh gì thì em không biết, nhưng mà em lại biết. Bây giờ anh ấy lĩnh binh lên núi đánh thổ phỉ rồi. Nếu thật sự diệt được Hồ Nhất Đao, vậy sao không phải là phải nghe anh ấy sao? Lên núi diệt thổ phỉ. Em nghe nói, lúc ăn tối cha đã nói rồi đó. Anh không thấy lúc đó cha vui như thế nào sao? Nếu thật sự diệt được, vậy thì hay quá rồi. Cái nhà này thật sự không có chỗ nào cho vợ chồng chúng ta luôn đó. Anh bị ngốc sao? Em mới là người ngốc với vợ à? Anh nói cho em nghe, hiện giờ anh không biết mình vui ra sao đâu. Đi diệt thổ phỉ rồi. Đi diệt thổ phỉ rồi. Đây là Thanh Phong Trại,
Đây là nơi dự trù của hắn. Hai đường này nhất định phải nhớ cho rõ, là nơi họ luyện binh, phải chú ý hơn. Tướng quan, sao vậy? Người phái đi điều tra đã quay về rồi. Tình hình sao rồi? Vẫn là tự anh xem đi. Bác Đoàn, cùng tôi vào trong. Dừng. Đây là chuyện gì vậy? Tôi cũng không rõ. Sáng nay họ vừa vào núi thì phát hiện bên trong Thanh Phong trại không có ai. Hồ Nhất Đao chết rồi sao? Sao có thể chứ? Linh vị tỉnh Sơn Dương Hồ Nhất Đao. Báo cáo trưởng quan, bắt được một tên thổ phỉ. Vào đi. Tôi không phải thổ phỉ. Bố mẹ tôi mất rồi. Tôi không có cơm ăn. Mới bị Hồ Nhất Đao đưa lên núi. Tôi chưa làm gì hết. Cậu đừng sợ. Cậu nói tôi biết. Rốt cuộc thì Hồ Nhất Đao đang ở đâu? Chết rồi. Sao lại chết? Chết khi nào? Hôm qua. Hai ngày trước Đại Đương Gia đưa chúng tôi vào thành lấy tiền. Kết quả bị thương rất nặng. Lại một mực không chịu đi gặp bác sĩ. Hôm qua đại ca đã chết rồi. Vậy những người khác trong sơn trại đâu? Làm gì còn ai nữa chứ? Đại Đương Gia vừa chết, những người bên dưới không ai phục ai. Hôm qua thương lượng, đến đêm đem hết đồ đạc chạy đi rồi. Sao cậu lại còn ở đây? Tôi không có cướp được cái gì hết. Cho nên tôi muốn quay về xem liệu còn gì để lấy không. Ai biết được là bị bắt ở đây. Anh bỏ qua cho tôi đi. Tôi thật sự là tôi không làm gì hết. Tôi vô tội mà. Trưởng quan, thả cô ta đi. Trưởng quan, Hồ Nhất Đao chết thật rồi sao? Tôi cũng không biết. Báo cáo trưởng quan, sao vậy? Có người nói là người nhà của anh muốn gặp anh. Thiên Long, kêu cậu ta vào đi. Dạ. Hai người lui xuống. Vâng. Anh dễ lớn. Thiên Long, không phải em ở nhà sao? Nói vậy là ngoài dự tính sao? Chuyện việc thổ phỉ là chuyện lớn. Sao em không giúp được gì chứ? Thiên Long, chúng ta là người một nhà. Anh không vòng vo với em. Để người ở Mã Gia canh chừng. Một là không muốn em với Thủy Tiên làm hư hành động lần này. Hai là không muốn em chấp mê bất ngộ, bị Hồ Nhất Đao liên lụy.
Anh rể, em hiểu ý của anh. Nếu đã nói tới đây rồi, em cũng không vòng vo với anh. Không sai, em quen biết Hồ Nhất Đào. Hơn nữa không chỉ quen biết mà còn có chút giao tình. Chỉ vài chút giao tình, giao tình không cạn. Hồ đồ, tốt xấu gì em cũng từng đi du học, sao có thể cùng thổ phỉ thành Hán Giang được chứ? Thiên Long ơi Thiên Long, em nói cho anh nghe, em có gì tốt chứ? Sao anh có thể về nhà nhìn mặt chị của em, nhìn cha, nhìn đại nương, nhị nương? Hồ Nhất Đào có phải thổ phỉ không tạm thời không nói, chỉ nói về chuyện anh ta làm cướp giàu chia nghèo. Anh cứ đi hỏi mà xem, có người dân nào mà chưa từng nhận qua đồ tốt của anh ta không? Có phú ông nào mà nghe tên anh ta mà không bị dọa cho mất mật chứ? Vậy thì sao? Dù sao cũng là thổ phỉ, là phạm pháp. Nếu như quốc pháp không làm chủ cho dân nên bị lật lại thì có sao đâu. Em đang nói gì chứ? Mã Thiên Long, em có biết là cái câu mà em vừa nói anh có thể chịu tội thông đồng là Hán Giang, là thổ phỉ bán nước hay không? Nếu như anh cứ nói Hồ Nhất Đao là thổ phỉ, vậy thì được, em thừa nhận em là thổ phỉ, nhưng mà em tuyệt đối không bán nước. Anh rể, anh nghĩ cho kỹ đi. Hồ Nhất Đao dù sao cũng là người Trung Quốc. Bây giờ lũ Nhật đó đánh tới cửa nhà chúng ta rồi, mỗi người Trung Quốc có lương tri đều có thể đoàn kết lại cùng nhau kháng Nhật mà, chứ không phải là chém giết lẫn nhau. Thiên Long, em nói thật cho anh biết, có phải Hồ Nhất Đao vẫn chưa chết hay không? Có phải em đã kịp báo cho hắn ta hay không? Định cho chiêu che sầu thoát xác hay sao? Anh rể, anh nghĩ lúc này chuyện hắn ta còn sống hay chết quan trọng sao? Các anh em của anh đều đã nhìn thấy bà dị rồi, anh có thể quay về báo cáo làm bừa. Quân lệnh như sơn, anh biết rõ Hồ Nhất Đao chưa chết, nếu không truy cùng giết tận anh sẽ kháng lệnh. Quân lệnh nào kêu anh đem vài chục người đi vào Thanh Phong trại, anh nghĩ được sao? Không có gì không thể. Nếu đã là quân thì không có chuyện tham sống sợ chết. Lý Kiệt anh dẫn đội chắc chắn là không có cái loại sợ chết đó, nhưng mà họ tình nguyện chết là chết khi chiến đấu với quân Nhật kia, chứ không phải trong tay của người mình. Anh rể, em luôn rất tôn trọng cách làm người của anh. Thân là quân nhân, anh rõ hơn em cái gì gọi là đại nghĩa dân tộc. Anh rể, em bảo đảm với anh, Thanh Phong trại trong một thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không làm gì, tuyệt đối sẽ không làm khó anh. Em lấy gì để bảo đảm chứ? Cái mạng của em. Em vì Hồ Nhất Đao ngay cả cái mạng cũng không cần. Chỉ cần là người Trung Quốc thật tâm muốn kháng Nhật, em đều có thể vì họ trả giá bằng tính mạng của mình. Nếu đổi lại là anh, em cũng sẽ vậy thôi. Dương Bắc Đoan, chủ quan, thổ phỉ Hồ Nhất Đao trọng thương nhưng không được chữa trị, trại Thanh Phong cũng đã giải tán, quân lệnh đã được thực thi, báo cáo lên cấp trên đi. Dân, Thiên Long, anh phải dẫn đội về phía đông đánh giặc. Chỗ chị của em yên tâm đi, có em rồi. Thiên Long, anh biết em làm như vậy không phải là vì giao tình của em và Hồ Nhất Đao. Ví dụ như sau này gặp nhau trên chiến trường, mong là bạn không phải địch. Đại tá, có phải là Bộ Tư lệnh ra chỉ thị mới hay không? Mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh là mau chóng điều tra vị trí của mỏ Wolfram. Nếu không phải lúc đó bị Hồ Nhất Đao cản lại thì kế hoạch của ta cũng không tới nỗi thất bại như vậy. Chỉ là cái tên Hồ Nhất Đao này, nhưng mà hay rồi. Vấn đề ở đây
Tôi sợ anh ta liên hợp với Bắc Kỳ quân. Nếu mà như vậy, chúng ta ở Tĩnh Sơn sẽ khó khăn hơn rất nhiều đó. Đại tá, Hồ Nhất Đao, Hồ Nhất Đao làm sao? Hồ Nhất Đao đã chết rồi. Cái gì? Hồ Nhất Đao chết rồi? Làm sao chết? Đây không phải là công của tôi. Nghe nói quân quốc dân muốn vào núi diệt thổ phỉ, liền bố trí bao nhiêu người quanh núi Tĩnh Sơn. Kể cả Hồ Nhất Đao có vượt được Lý Kiệt cũng không trốn được tôi đâu. Sao mà trốn được miệng súng của tôi? Tôi hỏi cậu tại sao hắn lại chết? Bị thương không chữa, Thanh Phong trại không ai làm chủ, mọi người giải tán hết rồi, không còn ai hết. Là tin tức thật không? Là thật đó. Tôi tự mình đi xem rồi. Ngay cả Lý Kiệt cũng rút quân rồi. Đại tá, nếu Hồ Nhất Đao đã chết, vậy chúng ta ở huyện Tĩnh Sơn không còn chứng ngại gì rồi. Tôi sẽ lập tức đi gọi người chuẩn bị vào núi. Khoan đã, đại tá, còn đợi gì nữa? Không có Hồ Nhất Đao, Tĩnh Sơn chính là của chúng ta. Phải rồi đại tá, hiện giờ là chúng ta lãnh chiếm Tĩnh Sơn, là cơ hội tốt để tìm mỏ Wolfram. Đừng quên, chúng ta ăn bao nhiêu khổ trong tay cái tên Hồ Nhất Đao đó, nên hành động lần này nhất định phải cẩn thận hơn đó. Trương Đại Khánh, cậu tận mắt nhìn thấy thi thể của Hồ Nhất Đao hay sao? Tôi tận mắt đó, tận mắt nhìn thấy luôn. Đại tá, bây giờ tôi chỉ chờ một câu của anh. Tôi lập tức đưa anh em cùng Sato cùng nhau vào núi. Chúng tôi rất quen thuộc địa hình nơi đó, bảo đảm sẽ tìm ra mỏ một cách nhanh chóng. Nhưng mà tôi là đang giúp anh em thôi. Mỗi người đều là trên có già dưới có trẻ. Nghe coi đó, Trần đội trưởng, tâm tư này của anh chúng tôi đều biết hết rồi. Dạ, chỉ cần anh tìm được mẫu Wolfram, anh cùng anh em của anh, đại tá sẽ không bạc đãi anh em của anh đâu. Đội trưởng Trương, tôi biết anh em của anh mọi người đều rất vất vả. Chút tiền này anh với anh em của anh uống chút rượu đi. Cái này được, vậy tôi đi trước nha. Đại tá, cậu lập tức tới Thanh Phong trại điều tra tận gốc, xem Hồ Nhất Đao đó có phải là chết thật được không. Thủy Tiên, chậm thôi Thủy Tiên. Thủy Tiên, Thủy Tiên à. Đại ca, tại sao anh lại chết? Bình thường anh khỏe như trâu vậy đó, sao bây giờ nó chết là chết luôn rồi? Nè nè, em làm gì vậy? Em phải trả thù cho anh trai của em. Trả thù cái gì? Biết ai đâu mà trả thù. Cho dù không phải là lũ giặc thì cũng là Lý Kiệt, nếu không sẽ là Trương Đại Khánh. Được rồi, Hồ Nhất Đao không cần em phải báo thù đâu. Là có ý gì đây? Nếu anh ấy biết em vì anh ấy mà báo thù gặp phải nguy hiểm, em nói xem anh ấy sẽ nhắm mắt được không? Em cũng biết rồi đó, anh ấy luôn coi em là em gái ruột của mình mà. Đại ca, là em có lỗi với anh. Khi nào em được vào Bát Lộ Quân, em nhất định sẽ báo thù cho anh. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Trước mắt quan trọng nhất với chúng ta chính là lo hậu sự cho đại đương gia. Em coi Thanh Phong trại này sau khi giải tán, ngay cả mộ của đại đương gia cũng không có, lại càng không có cái gì để cúng bái. Lý Chân To, thật là phí công khi anh trai của em lúc còn sống đối đãi với anh ta như anh em ruột. Hiện giờ ngay cả phần mộ cũng không lập cho anh ấy. Đừng để tôi tìm được anh, nếu không bà cố nội này của anh sẽ không tha cho anh đâu. Đại ca, lúc anh còn sống, dù sao cũng là đại đương gia của Thanh Phong trại, uy phong như vậy. Nhưng tới người các chung linh cũng không có. Anh à, anh yên tâm đi,
Em tìm cho anh nơi đất quý, em lập bài vị cho anh. Em còn biết mấy cái này sao? Lập thì lập. Em nói lập thì lập đi. Phi Tiên, chúng ta lập một cái đi. Nè, lập một cái nha. Mộ của tỉnh Sơn Dương Hồ Nhất Đao, em gái Thủy Tiên lập mộ. Đại ca, đợi em báo thù được cho anh. Em sẽ làm đám tang hoành tráng cho anh nha. Tới lúc đó em cho đám người Lý Chân To đó xuống dưới với anh luôn, bồi tán cùng anh luôn.